Chào các bác, em có hai cặp bát mang carbon đấy, lên sóng nhanh cho các bác để phục vụ cho những bác nào mà đang có nhu cầu về cái dòng bát của Onkyo đấy, thì có thể lấy hai cặp này về. Ở đây thì em có một cặp gọi là bát từ trắng đấy, một cặp từ trắng, một cặp còn lại là từ vàng đây đấy. Cái dòng này thì cổ từ kinh khủng rồi các bác nhá. Đây. Các bác có thể nhìn thực tế này. Đó. Cổ từ rất là kinh khủng luôn, to dã man. Đây các bác nhá, từ của nó thì nó rơi vào khoảng là 9.5. Đấy. Còn đường kính bát của nó này. Đường kính bát của nó rơi khoảng là bát 13 các bác nhá, đường kính là bát 13. Đấy. Đó, cái viên này là khoảng 13 13. Còn nếu mà đo tâm mốc vuông của nó thì là 8.5. Tâm mốc chéo thì là tâm mốc chéo là 12, tâm mốc chéo là 12, còn tâm mốc vuông là 8.5. Đường kính bát là 13. Đấy, từ là 9.5. Đấy thì bác nào mà đang có nhu cầu, ví dụ mà cần một con loa để mình độ chế thì alo cho em, lấy ngay những con này về. Đấy, có thể độ làm chung hoặc là làm bát mini thì hay là độ nhà thì bác có thể dùng nhá. Đấy, hoặc là có thể đánh một cặp gọi là song bát đấy. Tức là gì, song bát là gì, tức là các bác chỉ cần mua cho em thêm một cặp tép nữa nhá. Đấy, mua cho em thêm một cặp tép nữa mình để ở đây đấy, tức là đóng một cái thùng, đóng một cái vỏ thành một con loa cây đi, tức là đóng một con loa cây đấy, đóng một con loa cây, sau đó thì mình sẽ đấu hai con bát này ở dưới, xong đấu thêm một con tép, mua một con tép xịn nữa đấu ở trên, tép tròn xịn ở trên, quá đỉnh, quá đẳng cấp luôn đấy. Mình có thể gióng một cây loa cây nhá. Nếu bác nào mà không gióng được thì có thể mang thợ, người ta sẽ gióng cho một cái hộp. Người ta bảo, người ta nhớ bác nhá, nhớ là phải đóng bằng cái hộp bằng gỗ ép nhé, đừng đóng bằng cái gỗ thịt. Đóng gỗ thịt thì nó gì lắm, nó tiếng nó vang lắm, nó không được hay đâu. Thế nên là bác nào mà đóng ấy thì ra bảo người ta đóng cho cái gỗ ép ấy. Đấy, xẻ gỗ ép và sau đó mình sẽ ghép lại và mình đóng. Đấy, thì sẽ tạo thành một cái thùng đó. Sau đó các bác thích cái màu gì thì người ta sẽ phun sơn cho màu đó, hoặc người ta có thể dán bằng dòng si dán đấy, thích vân gỗ hay gì gì cái dán, sau đó gióng thêm một cái thùng bát 10 đôi bát đấy, xong bát và một tép nữa, nghe thì nói thôi rồi luôn đấy, đâu cần cứ phải đi mua những con loa cây tiền 5-7 triệu hay là chục triệu gì các bạn, không cần. Mình chỉ cần những con bát xịn như thế này cộng thêm một con tép xịn nữa, còn vỏ tôi tự đóng được, tôi thích thì mang thợ đóng đúng không ạ, 4-500, 5-700 một cái đấy, một cặp thì mang thợ người ta gióng cho. Sau đó mình ghép cho em dòng bát chất lượng này vào. Đấy là có thể có một con loa cây tương xứng, sau đó mình đặt ở hai bên tivi, tuyệt vời luôn. Đấy. Đây là kiểu đóng nhà này các bác này. Nhưng mà cái này là của em, nó là dòng loa mini đây này, nó hai bát này. Đấy, hai bát xong tép ở giữa. Thì mình sẽ không làm theo kiểu như kia, nhìn nó trông nó gì quá. Thì mình sẽ làm cho em kiểu là hai bát, nhưng mà là hai bát ở dưới xong rồi đến tép, hoặc là nếu mà các bác đóng như kia thì để làm ngang ấy, đóng một con loa làm ngang nhìn đẹp hơn đấy, đóng thêm một con loa làm ngang nhìn nó chất lượng đúng không ạ, đấy ngoảnh rất là phê luôn. Ví dụ con này thì các bác đóng ở đây đấy, xong con này đóng ở đây đấy, con này thì đóng ở đây và cho là ở đây đấy, thế là mình sẽ có một cặp bát nó dài như thế này, xong rồi có thể để tép vào. Ui nghe phê cực kỳ luôn các bạn, bởi vì là nó là bát xịn mà, còn dòng ngon kêu đấy, thì bác làm một chốt thì để em test bàn giao nhá. Đấy, test cho các bác đảm bảo là bát từng trước lên ok, sau đó mới đóng hàng và gửi hàng cho các bác nên có yên tâm. Giá thì 500 rưỡi một cặp nhá, cứ 500 rưỡi một cặp nhá, tính ra là có 250.000 một chiếc, 275.000 một chiếc, quá rẻ luôn đấy, 500 rưỡi một cặp đấy, thì bác nào mà chốt cặp nào thì alo cho em cặp đấy nhá. Vâng, xin chào các bác.